Chào thầy và các bạn, sau đây mình xin trình bày ba yếu tố để tạo nên âm vi ngắn và âm vi dài. Thứ nhất là môi dưới xuống, thứ hai độ hở của răng lọt đầu ngón trỏ, thứ ba âm ra hàm cũng di chuyển. Đối với âm vi ngắn và âm vi dài đều giống nhau về khẩu vị miệng. Về sự khác nhau, đối với âm vi ngắn thì âm phát ra ngắn và dứt khoát, thì đối với âm vi dài thì âm phát ra dài hơn, mạnh hơn và dàn đều. Y. Ví dụ về âm vi ngắn. Y. He. Hit. Y. See. Sit. Y. Be. Bit. Đối với âm vi dài. E, he, hit. E, see, sit. B, bit.